Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết, rượu vang Pháp vốn nổi tiếng với kiểu dáng cổ điển và tem nhãn nổi bật lên những tòa lâu đài có từ thời Trung Cổ. Nhưng ngày hôm nay, rượu tốt xin giới thiệu cho tất cả các bạn một chai vang Pháp có tem nhãn được làm bằng vải nhung. Chai vang này đó là Carmine Chateau Bezel với nồng độ cồn cực tốt lên tới 15%. Chai vang này không chỉ chinh phục thực khách bởi dáng vẻ bên ngoài mà còn bởi chất lượng của rượu cũng khiến người ta khó cưỡng lại. Dáng chai và tem nhãn được đổi mới đem đến một làn gió khác biệt cho những dòng vang Pháp. Chất rượu mang một màu đỏ đậm và cùng với đó là hương thơm của vani, quế và quả hạnh. Trong vỏ miệng, lượng tannin mềm mại khiến cảm giác khi thưởng thức trở nên tròn trịa và trầm ấm hơn. Hậu vị kéo dài và có sự cô đọng lại rất rõ ràng của hương gỗ sồi. Nồng độ 15% là một ưu điểm tạo điều kiện để chai vang này được ưa chuộng. Chateau Bezel phù hợp với những món bò hầm hay cừu hầm có phần nước sốt đậm đà. Những mùi thơm của thảo mộc và các loại hạt khô rất tốt cho việc tăng cường hương vị của món ăn. Để mua rượu vang giá tốt nhất, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên website chính thức, đặt hàng online trên fanpage hoặc ghé qua các cửa hàng của chúng tôi tại các cơ sở trên toàn quốc. Rất hân hạnh được đón tiếp.